Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho học trò của thầy Đỗ Ngọc Cương. Bạn Nguyễn Diệp Anh sẽ thể hiện phần solo piano Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, một tràng pháo tay dành cho Nguyễn Diệp Anh.